Sau một tuần triển khai kiểm tra nồng độ cồn theo quy định mới thì lực lượng chức năng đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. Điều đáng nói là người vi phạm vẫn còn khá bỡ ngỡ trước mức xử phạt cũng như là thời hạn giữ giấy phép lái xe của Nghị định 100. Nhiều người đồng tình với việc xử phạt nhưng cho rằng mức phạt là cao so với thu nhập bình quân của người Việt Nam, hay việc chỉ uống một chén rượu cũng bị phạt là quá nặng. Sau đây là tổng hợp của chúng tôi. Cái đó là chúng ta nên làm từ rất lâu, bởi vì là có rất nhiều những cái vụ tai nạn thương tâm mà xuất phát từ rượu bia. Bởi vì tôi đã vào bệnh viện Việt Đức rồi, tôi biết cái tai nạn giao thông bởi những người làm la liệt cả ra hành lang, kinh khủng quá. Trên cái chương trình này rất đúng. Thấy là thỉnh thoảng đi trên đường mấy ngày này thì gặp mấy chú say xỉn chạy thì rất là ghê, né thôi. Nếu mà mấy cái chuyện này mà nhà nước mình làm gắt hơn thì sẽ tốt cho mọi người hơn. Mức thấp ấy thì cũng chưa mức độ để mà phải say để mà gây được tai nạn. Tức là cái luật ra thì là đúng thôi, nhưng mà phải cho phép người ta là như thế nào. Tức là nếu như là trở về cái chỉ định là con số 0 ấy, thì thậm chí những cái người uống thuốc Tây khi bị bệnh ấy, thì khi mà thử ấy, thì vẫn có một cái gọi là miligam. Thực ra là mình thấy mức phạt này là khá là hợp lý, tại vì nó có thể làm cho mọi người tuân thủ cái luật giao thông một cách nó nghiêm chỉnh và nghiêm khắc hơn. Và điều đó cũng đảm bảo cho về sự an toàn của mọi người khi lái xe. Theo tôi thế nào đúng, tại vì là ở Việt Nam ta là cứ mọi lần là cái chế tài xử phạt nó quá thấp, cho nên là mọi người coi thường và không chấp hành. Thế bây giờ mức phạt cao lên mà cả tước bằng lái xe nữa, theo tôi là để cho kể cả lái xe lẫn người dân và những người đi xe máy ô tô là phải chấp hành. Đã phạt người ta 40 triệu là quá cao so với cả cái mức lương ấy. Người ta đi làm thuê là vì thường là những người lái xe này phải đến 80%, 90% người ta đi làm thuê. Nếu mà mức phạt 40 triệu xong rồi còn tước bằng lái 2 năm nữa thì chắc là người ta không sống nổi. Thì nếu mà nghị định mới thì lần đầu tiên hoặc gì đó thì thôi nhẹ nhẹ thôi. Chứ cái này nặng quá. Anh như cái mức qua là 4 triệu rồi á. 4,5 triệu lần hả? Thì thôi chắc tôi bỏ chiếc xe luôn, xe tôi khoảng chừng 5 triệu chứ mấy. Thì tôi cảm thấy nó cũng chỉ là răn đe thôi mà. Người ta nếu mà người ta biết sợ ấy, thì người ta sẽ nghiêm chỉnh chấp hành, và nếu như người ta nhờn ấy, thì dù có phạt bao nhiêu đi chăng nữa thì người ta cũng không sợ.